chào mừng mọi người đã đến với kênh hào tiger hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá tập mới của bộ đấu phá thương khung đừng quên ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha tại thời điểm tiêu viêm chiến đấu xung quanh đã vây không ít thân ảnh nhưng phần lớn cũng ngừng chân rất xa quan sát thậm chí cũng không biết được xảy ra chuyện gì chỉ biết là nơi này đã xảy ra một trận đại chiến thực lực không rõ ràng sau khi Ngu Yên rời đi, tiêu viêm không có dừng lại, mà là lập tức hướng phía tuất điện tiến đến. Hiện tại chỉ cần nghĩ biện pháp đạt được bản đầy đủ tên ma cổ lệnh liền có thể, trừ cái đó ra, tiêu viêm còn nhớ rõ hai ủy thác, là giết một đạo kiếm linh đã từng là của hắn, tên là Đinh Ma, lần này mặc dù là một ủy thác hai xuất thủ, tiêu viêm cũng coi như cùng hai đánh qua một lần đối mặt rồi, về sau khẳng định còn sẽ gặp mặt. Thông qua Ngu Yên muốn tìm được vị Đinh Ma này hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì, hai thực lực rất mạnh, nếu là cường giả, đã từng cũng cùng tào tôn có quan hệ không rõ lắm như vậy mượn cơ hội này ngược lại là có thể giao hảo giải quyết hết thiên thuấn cùng ninh yêu. bất quá tiếp xuống việc cần phải làm còn có rất nhiều nhưng là quan trọng nhất vẫn phải là nắm chặt trở lại thần hy mới được ánh mắt tiêu viêm cũng là nhìn về phía thạch tiêu chợt nói ra ngươi có thể rời đi lúc trước thạch tiêu muốn rời đi tiêu viêm không có cho phép hiện tại giữ ở bên người cũng không có tác dụng gì đúng đấy lúc trước ngươi không phải muốn đi sao ở bên cạnh Long bưu bất thình lình phụ họa một câu sau đó tiêu viêm lại đem ánh mắt nhìn về phía long bưu người kia hơi sững sờ ta không đi ta cho tới bây giờ liền không còn muốn chạy đi long bưu không đợi tiêu viêm mở miệng nói chuyện chính là trước tiên mở miệng nói ra tiêu viêm không tiếp tục để ý tới hai người bọn hắn rời đi hay không cũng không trọng yếu ánh mắt từ trên thân hai người rời đi tiêu viêm thấy được vĩnh đông ở hậu phương sắc mặt trắng bệch nhìn xem chỗ mi tâm vĩnh đông chỉ có bốn ngôi sao ánh mắt tiêu viêm bên trong lóe lên một tia nô hòa mặc dù cái thế giới này rất tàn khốc mạnh được yếu thua cho dù hắn muốn đoạt đi vĩnh đông tất cả khí huyết chi lực người kia cũng sẽ không phản kháng nhưng vĩnh đông không phản kháng này lại là đẩy ngã rất nhiều suy đoán lúc trước của tiêu viêm chỉ là tiêu viêm cũng hiểu vĩnh đông tuyệt không có đơn giản như nhìn thấy trước mắt như vậy hắn tồn tại cùng si di nhất tộc có tất nhiên liên hệ lại thêm quan hệ cái chủng tộc này truyền thuyết đã diệt tuyệt vĩnh đông ngươi có cái gì muốn nói cho ta biết sao lúc này vĩnh đông nhìn xem tiêu viêm ánh mắt của hắn phức tạp nhưng cuối cùng còn là không hề nói gì vĩnh đông không muốn nói hoặc là không thể nói, tiêu viêm liền không tiếp tục chi vấn, chỉ là trước khi di chuyển thân. Hắn đưa cho Vĩnh Đông hai cái tinh huyết, bây giờ tiêu viêm đột phá tổ cảnh nguyên thần, khí huyết trên người đã xảy ra biến hóa nhưng trời lệch đất, hai giò tinh huyết đối với Vĩnh Đông mà nói đã đủ, Vĩnh Đông nuốt xuống, khí huyết trên người phun trào. Mi tâm một lần nữa ngưng tụ ra đệ ngũ khỏa, đệ lục ngôi sao, mặc dù không có khôi phục lại bát tinh nguyên thần, có thể khôi phục lại lục tinh, Vĩnh Đông đã là phi thường thỏa mãn, đi thôi thân hình tiêu viêm khẽ động chính là dẫn đầu bay về phía trước đám người trung cổ lập tức đi theo sau khi tiêu viêm rời đi liền ở vị trí vừa rồi của bọn hắn xung quanh bỗng nhiên bắt đầu vạn vẹo cái áo bào đen kia nguyên bản đào tàu vỡ vụn hẳn là một lần nữa ngưng tụ ra nhìn xem phương hướng tiêu viêm rời đi tấm kia vòng xoáy khuôn mặt không có bất kỳ biểu lộ gì thú vị cố chúng sinh ngươi vậy mà thật sự chuyển thế thành công vậy liền lại để cho ta hảo hảo đồ nghịch ngươi lần nữa áo bào đen không gió mà bay Chân Ninh Yêu tàn hồn ở trước mặt hắn ngưng tụ ra, càng không thể tưởng tượng nổi chính là, ở bên cạnh Ninh Yêu còn có một đạo tàn hồn dần dần ngưng tụ, thời điểm thấy rõ, nếu như Tiêu Viêm có thể thấy cảnh này, tất nhiên sẽ chấn kinh, bởi vì ở bên cạnh Ninh Yêu ngưng hiện đạo tàn hồn này. Thiên thuấn tại vạn thánh ma giới đã sớm bị Tiêu Viêm mạt sát, cùng lúc đó, vừa vặn có mấy đạo thân ảnh bên cạnh cách đó không xa bay lượn qua, thân hình của bọn hắn bỗng nhiên trì trệ, sau đó không bị khống chế bị sinh sinh lôi kéo đi mà phương hướng bọn hắn bị lôi kéo chính là vị trí áo bảo đen. mấy người còn chưa kịp phản ứng, chính là anh một tiếng nổ thành một mảnh huyết vụ. nhưng hiển nhiên cái này còn thiếu rất nhiều. lại có mấy người đến đây, bọn hắn có lẽ là tìm kiếm thân điện. nhưng nghênh đón bọn hắn cũng là tự bạo không hiểu thấu. sinh sinh hóa thành huyết vụ. tại thời điểm cố chúng sinh liền giết nhóm tín đồ của ta, không nghĩ tới chuyển thế vẫn là như thế. bất quá không sao, tín đồ của ta cũng có được thân thể bất tử. chỉ cần ta còn sống, các người không cần e ngại sinh tử vô số huyết vụ kia đã đem ninh yêu cùng thiên thuấn hai người tàn hồn bao vây chỉ thấy huyết vụ đã tạo thành hai đạo bóng người màu đỏ ngòm phảng phất đang dần dần ngưng thực đến lúc hai đạo nhục thân tái tạo ra thời điểm hai con người đóng chặt kia chậm rãi mở ra tiếng cười bén nhọn mới từ bên trong áo bào đen truyền ra hai người các ngươi tạm thời đừng lại trêu chọc tên này đi khai nơi này về sau sau khi đột phá liền trở lại thần hy ta tự có sắp xếp các ngươi lập tức tiến về tây phong cốc đem nhục thân đạt tịch đoạt đến với lại không thể để cho đạt tịch khôi phục nhục thân áo bào đen vì hai người ninh yêu thiên thoán tái tạo nhục thân có lẽ tiêu viêm cũng không nghĩ tới theo lý mà nói thiên thuấn cùng ninh yêu hai người cũng đã chết hẳn linh hồn cũng nên tiến vào chuyển thế chỉ là tiêu viêm khinh thường thiên nhân phủ nếu đã lấy linh hồn làm thức ăn lại thêm vô số người lấy linh hồn đổi lấy thực lực mà kết cục những linh hồn này hiển nhiên chính là đạo áo bào đen trước mắt này cho nên muốn giết chết hai người không có đơn giản như tiêu viêm nghĩ cho nên cũng không phải tôn thượng chưa từng ra tay mà sát thiên nhân phủ, mà là giết không bao giờ hết, cuối cùng mới lựa chọn áp chế thực lực của bọn hắn. Vâng, chủ nhân, vâng, chủ nhân, ninh yêu cùng thiên thuấn hai người tất cả đồng thanh nói, ánh mắt của bọn hắn dần dần thanh minh, tựa hồ ký ức dần dần bắt đầu khôi phục. Hai người nhìn nhau về sau, tựa hồ nghĩ tới cái gì, ánh mắt lập tức lộ ra nồng đậm thù hận. áo bào đen nói xong, liền là không có nhiều lời. ở bên trong không gian vặn vẹo, cái áo bào đen kia biến mất chỉ còn lại có khuôn vật hé ra vòng xoáy cuối cùng cũng biến mất không thấy gì nữa hai người ninh yêu cùng thiên thuấn trùng hoạch nhục thân về sau thực lực của bọn hắn lại lần nữa rơi xuống đến đế trì bất hủ bước thứ 9. ninh yêu cũng không ngoại lệ bởi vì hắn lúc trước sở đoạt khí vận cùng tiên ma ý chí làm ra trao đổi đã không đếm rồi bởi vì ninh yêu hiện tại tương đương với trùng sinh hết thảy lại lần nữa về không bất quá lần này ninh yêu tuyệt đối sẽ không lại cùng tiên ma ý chí làm giao dịch như thế đối với hắn mà nói ngoại trừ đạt được thực lực trôi nổi tự do của hắn cũng biết bị nhốt ở nơi này, phát sinh hết thảy tiêu viêm không biết, tiêu viêm không biết nhưng không giấu giếm được ngu yên, nàng mặc dù không cách nào tiến vào bên trong cánh cửa viễn cổ, trong đó phát sinh sự tình lại hiểu rõ, thực lực của hắn còn cần ma luyện, đã như vậy, vậy liền lại cho hắn chế tạo một chút khó khăn, vạn cực bị hắn giết rồi, ta xem một chút còn cường giả có thể điều động hay không, ngu yên ở trên la bàn. Trước mặt nàng không có cái gì, một loại hào quang nào đó lóe lên, phảng phất có thể trực tiếp nhìn thấy hình ảnh bên trong cánh cửa viễn cổ mà hết thảy này tiêu viêm cũng không biết hắn hoài nghi vĩnh đông lại không biết ngu yên mới là một trong người điều khiển trò chơi này bạn đang nghe chuyện trên kênh youtube hào tiger nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé nhưng vĩnh đông cho dù không phải người điều khiển thân phận cg nhất tộc của hắn cũng tuyệt không đơn giản chủ động trở về chính là nghi điểm lớn nhất nếu vĩnh đông không cách nào giải thích sau khi ly khai nơi này tiêu viêm liền sẽ để cho vĩnh đông tiếp tục lưu lại bên cạnh của mình dù sao cỗ nhục thân nguyên thần này của vĩnh đông đã không có đủ giá trị gì rồi tiêu viêm đương nhiên sẽ không làm loại này chuyện qua sông rút cầu nếu vĩnh đông nói thật tiêu viêm chí ít lại trợ giúp hắn lần nữa khôi phục đến bát tinh nguyên thần vậy mà lúc này tiêu viêm còn cũng không biết nguyên bản hai người thiên thuấn cùng ninh yêu bị hắn giết chết cũng chưa chết bị áo bào đen một lần nữa phục sinh tái tạo nhục thân hai người thiên thuấn cùng ninh yêu nghe theo hắc bào mệnh lệnh không tiếp tục đi trêu chọc tiêu viêm bọn hắn hôm nay coi như liên thủ cũng không còn là đối thủ của Tiêu Viêm, hai người tìm kiếm mấy ngày về sau, và tiền ma cổ lệnh liền là chuẩn bị nhờ vào đó ly khai, ngay thời điểm hai người bị hào quang bao phủ. Thông qua tiền ma cổ lệnh rời đi Di Thiên đại giới viễn cổ chi địa, khi thân hình bọn họ xuất hiện ở Hư Vô, đang muốn rời khỏi, lại bị một thanh âm gọi lại, hai vị này là muốn đi đâu sao? Thanh âm nhỏ mềm, nghe xong chính là một cái nữ tử tính tình ôn nhu, Thiên Thuấn cùng Ninh Yêu lại là mặt lộ vẻ cảnh giác xoay người lại, cảnh giác nhìn bóng hình xinh đẹp ở sau lưng bọn họ bởi vì bọn hắn không có chút nào phát giác được có có người tới gần cút thiên thuấn lăng lệ quát một tiếng giờ phút này trong đầu hắn liền như là một nhão đồng dạng tái tạo nhục thân về sau ký ức cũng loang lổ để cho hắn cảm giác mười phần không tốt khó mà làm được ta xem thân thể hai vị không tệ muốn hay không cùng tại hạ song tu sao không 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 phải gọi tam tu hì hì thiên thuấn cùng ninh yêu nghe vậy lập tức mắt lộ ra về cổ quái tập trung nhìn vào vừa rồi nhìn thấy trước mắt đứng lặng lấy một cái nữ tử thanh tú động lòng người chân mày nhướng lên ở trong đôi mắt dễ thương lóe ra linh động tăng thêm váy dài trên người nhẹ nhàng nhìn liền rất có linh khí nhìn xem diện mạo xinh đẹp thậm chí đều không thể tưởng tượng những lời đó vậy mà từ miệng nhỏ màu hồng này nói ra hồ nháo đi nhanh lên nếu không đừng trách chúng ta vô tình thiên thuấn cảm giác chính mình đau đầu muốn nứt nếu không phải ở bên cạnh ninh yêu hắn cũng hoài nghi mình có phải hay không sinh ra ảo giác hai vị ca ca nghe xem bộ dáng thiếp thân giống đồ dẫn sao trượt cái âm thanh ôn như tế nhuyễn kia chậm rãi truyền đến thời điểm một đôi mắt đẹp nhìn vào hai người thiên thuấn cùng ninh yêu vào lúc này thả ra ánh sáng dị dạng ánh mắt của thiên thuấn cùng ninh yêu lập tức giống như là đang nhìn một người điên đi ninh yêu cũng là cảm thấy như thế lúc này nhẹ giọng quát nói xong hai người liền là không có lại tiếp tục để ý liền muốn ly khai nhưng trong nháy mắt hai người quay người xung quanh hết thảy trong nháy mắt biến ảo thế giới ở trước mắt bọn họ biến thành màu hồng bắt không được hắn coi như xong, làm sao, còn có thể bắt không được hai người, trong lòng hai người giật mình, khi bọn hắn xoay người, chính là thấy được một đạo thân ảnh như ẩn như hiện, trong bụi lao sậy màu hồng, không mảnh vải che thân, nguy rồi, trong đôi mắt hai người thiên thuấn cùng ninh yêu dần dần bị màu hồng chiếm cứ, cuối cùng chỉ để lại hai chữ này, thân hình hai người bọn hắn chính là bao phủ hoàn toàn, ở giữa hải dương cỏ lao màu hồng. Bụi cỏ lau che dấu phía dưới, chỉ có thể nghe thấy liên tiếp âm thanh du dương truyền vang ra, "Đừng chạy à, còn chưa kết thúc tiên sinh không được sao không quan hệ ta có đan dược vừa mới bắt đầu đâu hai người các người cùng một chỗ đi thiên thuấn cùng ninh yêu có lẽ chưa từng trải qua cảm giác như vậy rõ ràng hẳn là vui vẻ nhưng lại cảm thấy sợ hãi hai người khi thì thanh tình khi thì mê ly bọn hắn muốn chạy trốn nhưng căn bản trốn không thoát cực kỳ thoải mái cực kỳ thoải mái cứ như vậy không biết trôi qua bao lâu hai người thiên thuấn cùng ninh yêu trôi nổi ở bên trong hư vô trên người không một dấu vết sắc mặt bọn họ hoàn toàn trắng bệch, thoạt nhìn không có mảy may huyết sắc, nếu không phải lồng ngực chập trùng, vẫn thật cho là bọn họ chết rồi. Sau một lúc lâu, hai người mới trong mê ly tỉnh lại, toàn thân trên dưới phẳng phất tất cả khí lực bị rút khô, lại nhìn xung quanh, bóng người sinh xắn kia liền sớm đã biến mất, bọn hắn giống như là một giấc mộng. Đến lúc nâng thân hình lên, ánh mắt cảnh giác đánh giá xung quanh, chợt ánh mắt của hai người chính là bỗng nhiên cứng đờ, lúc này bọn hắn có thể xác định, vừa rồi đã phát sinh một màn nước sôi lửa bồng, cũng không phải huyễn cảnh bởi vì cách bọn hán không xa có một cái la bàn mà la bàn bên trong thân ảnh ngồi xếp bằng bên trong liền có bóng người xinh xắn kia lúc này thời điểm hai người nhìn sang trên la bàn bóng hình xinh đẹp lại càng nhấc gương mặt xinh đẹp đối với hai người nịnh nọt cười một tiếng chạy hai người thiên thuấn cùng ninh yêu quá sợ hãi lúc này không để ý tới hết thảy hai người chật vật không chịu nổi nhanh chóng trốn rời khỏi nơi này nhìn xem hai người cuốn quýt thoát khỏi nơi đây bóng hình xinh đẹp trên la bàn chính là phát ra tiếng cười khẽ như trung bạc không biết vì cái gì, trong đầu toàn bộ đều là hắn, thật sự là đáng tiếc, không nghĩ tới hắn vậy mà không được, không sao, nếu hắn đã không thích phân thân, bản tôn nếu như đến đây nhất định có thể đem hắn cầm xuống. Nghĩ tới đây, bóng hình xinh đẹp nụ cười trên mặt càng tăng lên, một cái nữ tử để cho tôn thượng tà tôn cùng cửu dương thiên tôn đều sợ hãi, cái kia nhất định là, tốt điện, nơi này vẫn như cũ khắp nơi đồng đảo cường giả hội tụ đều bị nhốt ở đây. Bọn hắn chờ đợi tốt điện điện chủ phục sinh, ai cũng muốn giết chết điện chủ thu hoạch được kim ấn, nơi này phần lớn cường giả, chỉ muốn tập hợp đủ ba đạo kim ấn sau ly khai nơi này, đến lúc tiến vào nơi này về sau, bọn họ mới hiểu. Viễn cổ chi địa bất quá là tiên ma cổ giới chướng nhãn Pháp, nơi này xác thực ẩn chứa tạo hóa, chỉ là là muốn thu hoạch được tạo hóa, cần phải trả ra đại giới cũng là cực lớn, thực lực hơi yếu một chút, liền sẽ thời gian dài bị nuốt ở nơi này. Nơi này quá mức hung hiểm, chúng ta đã tổn thất hơn phân nửa tộc nhân, sau khi đạt được tốt điện ấn ký phải nắm chặt ly khai nơi này bên ngoài tốt điện có thân ảnh đám người những người này lúc trước từng có một lần đối mặt là dương hoa đại tộc trước kia truy sát thạch tiêu tay dương hồng hiên cầm tam xoa kích lộ ra đã chấn nhiếp mọi người ở đây trực tiếp chen ngang đến phía trước nhất sắc mặt dương hồng hiên ngạo nghễ vẻ mặt khinh thường diện mạo tình thế bắt buộc tràn đầy lực lượng tựa hồ trong mắt bọn hắn mọi người xung quanh đều là không đáng giá nhắc tới hoặc là tiểu gia tiểu tộc phế vật căn bản vốn không dám trêu vào dương hoa đại tộc bọn hắn đúng lúc này có thanh âm xé gió đánh tới dương hồng hiên bỗng nhiên chừng lớn hai mắt hướng phía tiếng gió thổi nhìn sang chỉ thấy số cái chấm đen dần dần phóng đại sau đó hóa thành lần lượt từng bóng người trực tiếp liền hướng phía tuất điện vào tới mà những thân ảnh này chính là tiêu viêm nổi tới cùng đám người trung cổ đi theo tiêu viêm cầm đầu ánh mắt thậm chí đều không có xem xét dương hồng hiên một chút mà là trực tiếp đã tập trung vào tuất điện còn bao lâu phục sinh đi thẳng tới rừng hồng hiên cách đó không xa thình lình mở miệng đến đây ad xin khép lại tập này cảm ơn các bạn đã xem hết video nếu hay đừng quên cho mình một like một đăng ký kênh và cũng đừng quên comment góp ý những ý kiến đóng góp của các bạn nhé cảm ơn các bạn nhiều